Lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chim đêm nhé. Đấy, kết quả đánh của anh em chúng tôi đi. Xách lên đây. Đây. Đấy, chống một mái. Đấy, chống một mái. Gà anh em. Đấy, ngày hôm nay thì giới thiệu cho anh em là về cái dòng loa. Đấy, mà được anh em thợ đánh chim đêm sử dụng rất là nhiều. Trong cái thời điểm này thì anh em đang sử dụng đánh rẽ run. Về đây là loa chép kèn HQ301 anh em. Dòng này thì nó đánh được nhiều loại lắm. Đấy, ví dụ như là hiện tại thì đánh trích thì anh em kẹp cái dòng này vào này. Trích một toa một chép đánh là hợp lý. Về con này thì ưu điểm của nó ấy, thì giá tiền của nó rất là rẻ. Cái thứ hai nữa là khi anh em mua sử dụng thì đánh thì được nhiều loại. Đấy, ngoài đánh trích ra thì anh em đánh vạc, kẹp vạc này. Đấy, cái thứ hai nữa là đánh chằng nghịch này, đánh rẽ run. Đấy, dòng này là hàng của Việt Nam. Đây là dòng HQ301. Đối với cái dòng này thì nhược điểm của nó thì nó không chịu được thời tiết mưa anh ạ. Đấy, nắng thì ok, mưa thì không chịu được. Thì các bác lưu ý đánh thì với cái điều kiện thời trời tiết trời mưa thì các bác bọc cái túi bóng ở đằng sau củ côn vào thì nó sẽ ok hơn. Đấy, còn ngoài ra cái dòng này thì anh em đi đánh thì nó tốt cái là anh em bỏ một cái số tiền rất là nhỏ ra. Đấy, nhưng mà anh em đánh được nhiều loại chim. Đấy, mùa nào, ngày nào, chim gì đi chúng ta đánh thì nó hợp lý. Một bộ của nó thì nó sẽ gồm một cái phễu. Đây là cái phễu này. Cái phễu này thì xoáy nắp ra được. Và đằng sau đây thì nó là một cái củ côn. Đấy, củ côn anh em nhé. Đấy, củ côn thì nếu mà có cháy, chẳng may cháy thì chúng ta có thể là thay được cái củ côn này. Còn về này thì khi mua ở công ty nhập ra ấy, thì nó chỉ có một phễu và một cái kèn này thôi. Cái dây điện này về các bác tự đấu này. Cái côn nó chỉ chừa ra cho các bác là hai cái vế. Đấy, để các bác đấu dây âm dây dương vào. Đó, thì đây là cái dòng loa mà được anh em thợ đánh sử dụng nhiều. Ở bên trong đây thì cái phễu này thì nó là cái phễu họng nhọn nhé anh em nhé. Họng nhọn, cực kỳ là nhọn này. Đó, phễu họng nhọn. Đây, phễu họng nhọn. Nó không phải như hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc thì nó rẻ tiền hơn. Và cái thứ hai này là cái họng nó rất là ngắn. Đấy, thì họng ngắn thì đi kèm theo là cái chất lượng nó không phát được đi xa. Đấy, và cái thứ hai nữa là anh em đánh thì đối với cái dòng Trung Quốc ấy, độ chịu mưa của nó kém hơn là dòng Việt Nam rất là nhiều và độ bền của nó kém lắm anh ạ. Đấy, còn ngoài ra thì đây thực tế thì ví dụ như bàn vạc của em thì, về cái loa chắc kèn ấy, đây thì vẫn phải đánh thêm một cái tiếng đấy, một đôi kèn này anh em này, một đôi kèn vào cái khu vực loa này. Đấy, kẹp với một đôi toa nhé. Đấy. Còn về bên đây bàn trích cũng vậy, bàn trích thì vẫn phải em kẹp thêm một đôi kèn luôn. Đó. Kèm một đôi kèn này. Đấy, còn toa thì chỉ đánh một con thôi. Đây toa ở đây. Đó, toa chỉ đánh một con thôi. Đâm ra là khi đánh chim ấy thì những con chim nào theo cái loa nào ấy thì em biết. Đấy, bởi vì em đi làm ngoài đồng em biết là loa nào đánh con chim gì thì các bác khi đánh thì cần tư vấn các bác, đặc biệt các bác mới chơi để lên tham khảo. Đấy, mua đúng cơ sở thì nó sẽ chuẩn. Đấy, còn ví dụ như anh em mà đánh trích thì lại đi đánh ví dụ như là những cái dòng loa kém chất lượng thì nó không có được đâu. Đấy, và đánh gà. Đấy, ví dụ như các bác đánh chằng nghịch chẳng hạn, các bác mang loa toa ra đánh thì lại chỉ có móm đấy. Hoặc đánh mắt đỏ này, mang loa chất đèn ra đánh thì móm ngay. Đấy, mỗi một cái dòng loa thì thường thường nó sẽ đánh được vài con chim trên một cái dòng loa. Đấy, ví dụ như dòng chét kèn này thì chúng ta sẽ đánh rẽ run này, kẹp đánh trích này, kẹp đánh gà này, gà em xin lỗi, đánh rẽ run này, kẹp đánh trích, kẹp đánh vàng và đánh chằng nghịch. Đặc biệt là con chằng nghịch thì anh em đánh cái dòng loa này nó cực kỳ là theo luôn. Đấy, và con rẽ run, rẽ đàn này. Đấy, một video thì giới thiệu cho các bác là về cái dòng chép kèn HQ301 dòng 5W nhé. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng thì có thể tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Chào các bác nhé.